Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Và mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái video thử thách của các bạn. Đó chính là 24 giờ chơi điện thoại bằng Mini World. Nghe nó hơi sai sai ta. À, 24 giờ chơi Mini World bằng điện thoại mới đúng. Ok, thì hôm nay mình đã chuẩn bị một cái điện thoại và mình đã tải game Mini World về trên điện thoại đây anh em. Đó, thì từ trước giờ mình chưa bao giờ mình chơi game trên điện thoại cả. Nhất là Mini World mình toàn quay trên máy tính không à, chứ mình không có quay trên điện thoại. Cho nên mình không biết là chơi trên điện thoại liệu là nó có khó hay không đây. Mấy bạn yêu cầu mình làm rất là nhiều cho nên ok, hôm nay mình sẽ chơi ở trên điện thoại nha anh em. Ok, rồi chúng ta bắt đầu vào trò chơi thế nào. Ok anh em ơi, thì hiện tại bây giờ mình đã mở game lên ở đây và bây giờ mình sẽ tải thử một con map bắt cua về để chơi thử coi phiên bản điện thoại liệu là nó khó hay không nha. Ok, để xem coi. Mình tải ở trên App Store anh em, thì mình không biết tại sao mà cái máy của mình lại không nghe được tiếng game nữa, cũng không hiểu lý do nữa. Trời ơi trời. Ây, đó. Ủa sao nó có cái vòng tròn gì nó cứ xoay ở giữa cái màn hình vậy? Phải rồi, phiên bản trên điện thoại anh em thì thường nó sẽ hay bị lắc hơn là trên máy tính anh em, mà tại máy tính nó mạnh hơn á. Ok, để xem thử coi setting nè. Mình có mở nhạc rồi mà sao không nghe tiếng ta, chỉnh âm thanh coi. Không nghe được tiếng luôn. Ok, này là để xem xung quanh hả? Ê, tự nhiên mình bị mất cái quần ơi. Ôi, cái quần của tôi đâu? Phải rồi, tự nhiên không bị mất cái quần anh em ơi, phải rồi thật. Oh my god, trời là trời. Để mình quay lên trước mặt coi. Ê, tự nhiên không mình lại bị mất cái quần. Phải nồi, cái quần của mình á, cái mắt kính của mình nữa, biến mất hết rồi. Trời, đúng là phiên bản ở trên điện thoại thường thì nó hay bị lắc đó anh em. Khó chịu thật sự anh em à. Ok, thôi thì mình chỉ là đang tính vào để mình chơi thử thôi mà, chứ phải là mình đang tính vào để mình xem thử skin như thế nào đâu. Thôi là trời, mình sẽ thử đi bên đường bên đây đi. Xài bằng điện thoại thì mình cảm thấy là nó hơi kiểu bấm hơi khó anh em. Tại vì xài máy tính quen rồi, trên xài điện thoại bấm hơi khó. Lại là mình không biết làm cách nào để cho nó nhảy nhanh đây. Rồi xong, té sắp mặt rồi. Trời là trời, dễ téo vậy. Ok, mình sẽ leo lại. Vào đây hình như mình gọi thú cưỡi đúng không? Bấm vào đây gọi thú cưỡi đúng không? Bấm vào đây, con ngựa nè. Con ngựa đâu? Xuất hiện đi. Ôi, xuất hiện nè anh em. Ôi, tính ra là mặc dù là phiên bản dành cho điện thoại nhưng nó vẫn có được những cái tính năng giống y hệt trên máy tính. Đó, nó hiện hết trên màn hình luôn. Đó. Ok, mình sẽ cố gắng bắt cua. Trời. Bắt cua bằng điện thoại thì mình không thể nào mình bám tường được hết anh em ơi, tại vì nó khó lắm. Bắt cua bằng máy tính đã bám tường đã khó, bắt cua bằng điện thoại thì còn khó gấp mấy lần nữa. Ok, nhảy lại nè. Hey, qua đi. Qua. Qua đi, nãy giờ bạn một chưa qua nữa. Ok, qua rồi nè. Ok, nhảy. Ơ, nó không có chỗ để lưu điểm hồi sinh nè. Phải rồi. Hey, ui, chỗ này nhảy đến ba lắp luôn này khó nha. Hey. Ôi, rồi xong test sắp mà. Trời là trời. Cái bộ bản dành cho điện thoại á anh em, nó khó gấp mấy lần dành cho máy tính luôn. Bởi vậy cho nên bây giờ mình cảm thấy thương mấy bạn xài điện thoại ghê á. Ở đây có bạn nào mà chơi game xài bằng điện thoại không? Bạn nào có xài bằng điện thoại hãy bình luận cho anh biết nha. Nhảy nè. Ui, bấm lộn nút ngồi xuống vãi nồi, nút nhảy không bấm, bấm lộn nút ngồi, vãi nồi thật. Ok. Là té sắp mặt thêm lần nữa rồi. Trong đây có gì để mình ăn được không ta? Mình ăn để mình chạy nhanh hơn hay là cái gì đó? Cái kẹo là gì để mình ăn thử coi. Ăn bấm chỗ này để ăn đúng không? Cái này là giúp gì? Ủa nó không thấy hiệu ứng vậy chờ. Cái kẹo bự này coi được gì không? Không thấy hiệu ứng gì luôn, hình như ăn cái này ăn cho no anh em ơi. Chẳng giúp được gì cả. Ê, cái skin của mình có lại nè. Ok. Khó nha. Vậy chưa, bắt cua nè. Rồi. Ui, khó vãi chưởng anh em ạ. Mấy bạn xài trên điện thoại tội nghiệp các bạn ghê á. Chơi đúng khó luôn anh em. Ê. Cái gì? Ok. Khó quá. Chỗ này khó quá. Mặc dù là chỉ mới có 3 block thôi mà đã khó thế này rồi. Đi qua kêu 4 block làm bắt cua đây. Hey. Ok. Mình tới được đây rồi. Đây rồi. Vậy nha. Trời ơi, còn có cái nữa là qua rồi. Mình vẫn té là sao? Ấy nồi thật. Ôi, hèn gì mỗi lần mình vào mình chơi game á mà mình tạo đấu giải á là chị Thỏ yêu cầu á là những bạn chơi bằng điện thoại là mới được tham gia, còn những bạn chơi bằng máy tính không được tham gia là bởi vì những bạn chơi bằng điện thoại á khó gấp mấy lần người chơi bằng máy tính luôn. Bây giờ mình thương mấy các bạn chơi bằng điện thoại ghê luôn á trời. Rồi không được. Ôi chỗ này khó nhảy quá. Té hoài luôn á. Một lần qua luôn nè. Được. Không được té nữa nha.
Đừng quên luôn nè. Quá được rồi anh em ơi. Yes. Không có gì hay làm khó được cận. Cố gắng để thành công. Đó. Có công mày sắc mày nên kim nè. Bây giờ mình đã qua bên đường băng rồi. Ấy nồi. Đường đá bình thường còn khó được băng. Ấy. Hey. 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 Ui. Quá một lần quá luôn. Phải rồi. Oh my god. À. Đây. Nhảy lên mấy cục này đúng không? Ê. Oh. Ê. Làm một nè. Ê. Ê. Qua nè. Qua nè. Ê. Ui. Rồi. Dẫn lên được. Dẫn lên được. Ok. Yes. Rồi mình đi đến được cái màn này nè. Này là sao? Ê. Đập mặt cái tường luôn rồi. Té luôn rồi. Phải nồi thật. Cái này á lâu lâu quá anh em. Mình lại bấm lộn cái nút ngồi. Cái kiểu như là mấy cái nút nè. Nút thú nè. Nút gọi thú cưỡi nè. Ngồi xuống nè. Và nút nhảy nè. Ăn thức ăn nè. Nằm kế bên nhau luôn. Lâu lâu cứ bấm lộn hoài khó chịu luôn, gắm luôn á. Chỗ nào mà kiểu không có lưu điểm hồi sinh á thì dễ té luôn. Dễ té cực kỳ luôn. Ok. Ok. Bãi ơi. Chỗ này nhảy bằng cầu thang. What the hell. Nhảy bằng khói đã khó rồi, bây giờ bắt nhảy bằng cầu thang nữa. Ê. Rồi xong sắp mà. Oh no. Chỗ này nhảy lộn nhầm. Cái này phải cầu thang. Nhảy bằng hàng rào mới đúng. Chỗ này bắt nhảy bằng hàng rào. Phải rồi. Khói đã khó rồi còn bắt nhảy bằng hàng rào nữa cơ. Cái này mấy bạn chơi bằng điện thoại á là phải nhảy đều anh em ơi. Nhảy mà kiểu nhảy nhanh, nhảy chậm hơn cũng té. Có phải nồi thời. Lại coi. Ê. Ê. Vẫn té anh em ơi. Trời ơi trời. Cảm giác thương mấy ông tài bằng điện thoại ghê luôn á. Chơi khó cực kỳ anh em ạ. À. Nha. Ê. Ê. Ui. Đừng té, đừng té, đừng té. Chứ nè. Ê. 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 Ui. Vẫn bám tường được anh em ơi. Hồi nãy mình mới bám tường được này. Ui. Có thật sự anh em ạ. Bây giờ tôi nghĩ là chắc tôi tội bỏ chơi bắt cua trên đây. Tôi chuyển qua tôi chơi storm thử coi thế nào nha. Ê. Bởi vậy cho nên giờ cảm giác thương các ông làm tấp hội chơi. Không có máy tính để quay. Ui. Qua được rồi. Ok. Bấm tường. À mà để mình thử mình bấm tường coi liệu bấm được nha. Ê. Bấm được rồi nè. Lên hàng rào nè. Trời ơi đỉnh cao chưa. Ôi. Không mày sắc kim. Ok. 1 hour later. Ê. Té nữa rồi. Trời ơi là trời. Bắt cua bằng điện thoại đúng khó luôn anh em ơi. Không biết chơi storm thế nào chứ chơi điện thoại cua thấy hơi khó rồi đó. Chơi cái này á để mình có thể đồng cảm được với những cái bạn mà xài bằng điện thoại anh em ơi. Cảm giác thương các bạn chơi luôn. Các bạn cố gắng học giỏi để mai này lớn lên kiếm được cái nghề gì đó đi làm mua cái máy tính để chơi. Đừng có chơi bằng điện thoại nữa. Khó phải trưởng thời luôn đấy. Mình cảm giác chơi thôi là mình thấy khó rồi. Rồi cố gắng học hành mai này kiếm cái nghề đó mua cái máy tính xịn để chơi game thôi. À. Té té nha, té nha, coi chừng té nha. Té nha. Ơi. Khó nè. Ơi. Ok. Ơi, ui, trời trời. Té nữa rồi. My god. Có một cái mà mình cảm giác các bạn, đố các bạn biết lý do vì sao mình cảm giác mình không thích chơi bằng điện thoại không? Đó chính là cái việc mà quay lại á, rất là khó luôn. Đó, quay lại mình phải quay lại rồi mà mình không thể nào mình bấm cái nút nhảy hay cái gì được cả. Mình kiểu mình nhảy một cái xong mình phải dừng lại để mình xoay cái đầu qua. Trong đây có gì không? Bóng nè. Bóng này giúp tạm lấy thử coi. Cất vào trong người sao? À bấm. Ta bấm này. À ok rồi. Thôi, cầm đồ hơi khó nữa. Wow! Ôi, cái này giúp cho mình bay lên trời anh em ơi. Wow, đây có gì không? Trời ơi. Ok. À có nghĩa là mình đã thắng được một màn rồi. Wow hấp dẫn. Ok anh em ơi, mình nghĩ là mình chỉ chơi đến đây thôi. Bởi vì mình kiểu nói thật với anh em là chơi bằng điện thoại á cực kỳ khó luôn anh em ơi. Và mình cảm giác nể mấy cái ông mà ổng làm top hoặc là ổng chơi game bằng điện thoại ghê luôn á. Ổng chơi bằng điện thoại mà ổng vẫn chơi hay được. Hay thiệt. Ok thì mình nghĩ là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Tại vì video đã dài rồi. Cảm ơn anh em đã xem video này nhé. Và nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.